Quý khách, máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Giờ địa phương bây giờ là 17:15 và nhiệt độ bên ngoài là 35 độ C. Quý khách vui lòng vẫn ngồi yên tại chỗ cài dây an toàn cho đến khi máy bay dừng lại hẳn và đèn hiệu cài dây được tắt đi để đảm bảo an toàn. Quý khách vui lòng không mở nguồn điện thoại di động cho đến khi rời khỏi máy bay. Khi mở ngăn hành lý, quý khách lưu ý tránh làm rơi và bỏ quên các hành lý bên trong. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Cảm ơn quý khách đã đến với Jetstar Pacific và mong muốn sẽ được gặp lại quý khách trong những chuyến bay tới. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.